Liên quan đến việc xây dựng và nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, năm nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hướng dẫn hỗ trợ các địa phương, cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát, đánh giá và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ô cốp cho 31 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn ô cốp của tỉnh tính đến nay là 57 sản phẩm. Trong số các sản phẩm đạt chuẩn ô cốp của tỉnh có 26 sản phẩm 4 sao và 31 sản phẩm 3 sao việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô kết nhằm khuyến khích tạo động lực cho các chủ thể tham gia chương trình khắc phục hạn chế tiếp tục nâng cấp hoàn thiện sản phẩm thúc đẩy phát triển sản xuất theo chủ liên kết và tiêu thụ đây cũng là cơ hội để các làng nghề cơ sở sản xuất phát huy khai thác tiềm năng của mình nhiều sản phẩm đặc trưng sản xuất theo phương thức truyền thống khi tham gia chương trình ô kết được sản xuất theo quy chuẩn tiêu chí chất lượng tiếp tục phát huy kết quả đạt được các cấp ngành doanh nghiệp hợp tác xã và chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp tục xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu mở rộng thị trường tiêu thụ để đưa sản phẩm ô kép đến gần người tiêu dùng với nhiều chính sách hỗ trợ cùng sự nỗ lực đổi mới trong hoạt động các loại hình kinh tế hợp tác mà nông cốt là hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 295 hợp tác xã, doanh thu bình quân một hợp tác xã ước đạt 1,6 tỷ đồng, lãi bình quân ước đạt 150 triệu đồng. Hợp tác xã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Điều đó cho thấy mô hình kinh tế hợp tác phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp. Điển hình như hợp tác xã nông nghiệp Phát Lộc, xã Nhân Hòa lập ký kết hợp đồng với tập đoàn Lộc Trời sản xuất gạo xuất khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu với giá thu mua cao hơn thị trường 200-300 đồng một ký. Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ Tân Thịnh, xã Nhân Hòa Lập với sản phẩm gạo sạch được công nhận sản phẩm ô cốp. Vì góc độ quan xã sẽ tiến hành và vận động cô bác mình sẽ vô hợp tác xã, rồi trong đó mình làm hợp đồng để tiến hành thì hợp tác làm ăn để trong đó bảo vệ lợi của nông dân và hợp tác xã luôn, rồi cũng như bà của doanh nghiệp. Thời gian tới, các địa phương ngành chức năng tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, để mạnh hoạt động sản xuất chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh và tăng cường chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm